Năm 2024 này, tỉnh Long An sẽ dành kinh phí hơn 1 tỷ đồng để thực hiện kế hoạch quảng bá xuất tiến du lịch tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ tập trung truyền thông phát triển du lịch gắn với lịch sử, truyền thống, bản sắc dân quá Long An, đồng thời chú trọng phát triển sản phẩm du lịch, nhất là sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh, nhằm thu hút du khách, nâng cao giá trị sản phẩm, khả năng cạnh tranh, khẳng định thương hiệu du lịch Long An như du lịch văn hóa, du lịch học đường, du lịch sinh thái, du lịch vui chơi giải trí, du lịch thể thao golf. Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ tổ chức quảng bá xúc tiến, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu du lịch Long An. Ngoài ra, tỉnh còn chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nghiệp vụ thuyết minh tại điểm, đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, điều hành du lịch. Qua đó nhằm quảng bá về dùng đất con người, bản sắc văn hóa, sản phẩm tiềm năng du lịch Long An đến đông đảo du khách trong và ngoài nước đồng thời xây dựng sản phẩm đặc thù có tính cạnh tranh phù hợp nhu cầu thị trường góp phần thu hút du khách và các nhà đầu tư du lịch đến long an